Hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 vừa được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ tổ chức. 49 giáo viên thuộc 10 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện tham dự hội thi. Tham gia hội thi giáo viên mầm non giỏi huyện Đất Đỏ, mỗi thí sinh trải qua hai phần thi, thuyết trình và thực hành. Ở phần thi thuyết trình, từng thí sinh trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nơi làm việc. Ở phần thi thực hành, mỗi thí sinh tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể như phát triển ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội, nhận thức, thẩm mỹ theo kế hoạch giảng dạy. Có sự chuẩn bị chu đáo, sáng tạo từ nội dung đến hình thức, giáo viên dự thi đã vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, lồng ghép với các hình ảnh, trò chơi sáng tạo, thể hiện sự tâm huyết đối với nghề.